dịch đau mắt đỏ đang bùng phát mạnh trong cộng đồng. Từ sau lễ khai giảng năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hiện tượng học sinh bị đau mắt đỏ xuất hiện rải rác từ ngày khai giảng. Các nhà trường đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của ngành y tế, chủ động thông tin đến phụ huynh học sinh qua các nhóm Zalo về diễn biến của dịch bệnh, khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp như thường xuyên vệ sinh, tẩy rửa trường lớp, nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và hạn chế học sinh tập trung đông để phòng tránh lây lan dịch bệnh đau mắt đỏ. Nhà trường yêu cầu đối với các em mà mới mắc bệnh đau mắt đỏ ở mức độ nhẹ, hạn chế tiếp xúc với các bạn, đeo kính và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trong các giờ ra chơi. Đối với các bạn đau mắt mà nặng thì nhà trường đề nghị phụ huynh phối hợp cho các em ở nhà điều trị tích cực và nhà trường cũng cố gắng trang bị thêm bàn ghế cho các lớp có sĩ số đông để khoảng cách các em ngồi đảm bảo